Quý vị đang theo dõi tạp chí Đầu tư Giáo dục và ngay bây giờ là chuyên mục Học cái gì và học ở đâu. Thưa quý vị, trong những số phát sóng trước, chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về các chương trình cao học liên kết với nước ngoài. Một trong những xu hướng phổ biến hiện nay nhằm giảm chi phí và thời gian cho các sinh viên muốn lấy bằng cấp quốc tế tại Việt Nam. Và hôm nay mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về chương trình cao học về ngành Marketing và Quản lý Truyền thông qua phần trao đổi với anh Lê Minh Đức, là Giám đốc Marketing và Truyền thông đến từ Trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels, Cao học Việt Bỉ. Cảm ơn anh Đức đã đến với chương trình hôm nay. Câu đầu tiên cho Quang Vinh hỏi anh như thế này, cái khóa học cao học Marketing và Quản lý Truyền thông của mình thì dành cho những đối tượng nào? Về chương trình cao học thì nó sẽ có hai loại chương trình, tức là một chương trình MBA dành cho quản trị chung và các chương trình chuyên ngành. Thì trong đó là Thạc sĩ Marketing và Truyền thông là một chương trình chuyên ngành. Và như cái tên gọi của nó thì là chương trình này sẽ dành cho những cái đối tượng họ có một cái định hướng phát triển công việc trong lĩnh vực Marketing và Truyền thông. Thì nó cũng mở rộng ra một chút đối với các cái những cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái nhân sự mà làm trong những lĩnh vực khác. MBA đa số là cho chủ doanh nghiệp, phải không? Còn đi sâu vào chuyên ngành thì dành cho những đối tượng nào? Những người có thể làm trong agency, làm trong những bộ phận marketing, họ sẽ hướng đến là làm những cái vị trí như là marketing director hoặc là chief marketing officer của doanh nghiệp, hoặc là những người đi tư vấn marketing cho các doanh nghiệp. Câu thứ hai cho anh hỏi anh như thế này, điều kiện và quy trình mà để tuyển chọn vào chương trình đó, nó có khắt khe không? Đầu vào và cái đầu ra thì cũng khá là chặt chẽ. Các ứng viên của chương trình này có thể là những cái người mà họ đã có một cái định hướng rõ ràng, như Đức đã đề cập là một định hướng rõ ràng phát triển trong nghề marketing và truyền thông. Và ngoài ra thì họ phải trải qua một cái quá trình sát hạch đầu vào, nó gồm có thi viết và phỏng vấn. Được biết là chương trình mình là theo chương trình giảng dạy của Bỉ. Nhưng mà cho Việt Nam thì làm thế nào để cho mà phù hợp với cái chương trình giảng dạy tại Việt Nam mình? Khi mà các cái chương trình liên kết mà thực hiện ở Việt Nam, đặc biệt chương trình của Solvay, thì họ đặt nặng về cái chuyện là, đặc biệt với dân marketing, họ sẽ đặt nặng về cái chuyện là những học viên của chương trình họ có thể áp dụng ngay lập tức vào trong cái công việc của họ. Thì như vậy cái chương trình họ sẽ có một cái sự kết hợp giữa những kiến thức từ châu Âu, thì nó ở một chừng mực nào đó nó mang tính là chuẩn, nhưng mà vẫn đưa lồng ghép vào những cái kiến thức, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm ở Việt Nam để cho những người học viên họ có thể thực hiện. Cái cách này nó thể hiện bằng cách là thực ra các giáo sư ở giảng dạy trong chương trình này đều có cái thâm niên giảng dạy tại Việt Nam rất là lâu, do đó là tại vì cái chương trình mà marketing mà Cao học Việt Bỉ giới thiệu thì đây là khóa thứ 10 tại Việt Nam, do đó là các giáo sư cũng có một thời gian giảng dạy tại Việt Nam. Họ đã hiểu và nắm bắt được khá tốt về cái bối cảnh của Việt Nam. Thêm một điều nữa là trong chương trình này thì đây từ năm 2016 thì là một cái version mới của cái chương trình này, Marketing về Truyền thông, thì là đặc biệt là đưa vào mỗi một cái môn như vậy sẽ có một cái diễn giả hoặc là một cái khách mời hoặc là một cái vị giáo sư thỉnh giảng mà có thể là người nước ngoài tại Việt Nam hoặc có thể là một chuyên gia trong lĩnh vực đó ở Việt Nam. Họ sẽ chia sẻ thêm là với cái kiến thức đó thì áp dụng ở Việt Nam như thế nào, hoặc là những kinh nghiệm của Việt Nam nếu mà trong những trường hợp đó họ xử lý như thế nào. Tất nhiên là mình phải có thêm những cái case study, phải không? Dạ. Như vậy thì chương trình mình phải tốn bao lâu mới được hoàn thành? Chương trình chuyên ngành thì nó có thời gian ngắn hơn cái chương trình MBA. Đối với chương trình Marketing và Truyền thông thì 20 tháng. Khi mà các sinh viên mà để suy nghĩ về để học những cái chương trình nào cho phù hợp, cái chi phí nó rất là quan trọng đối với họ. Thì trường mình có những cái kênh hỗ trợ nào? Rồi học phí thì khoảng bao nhiêu? Cơ bản thì là cái chương trình cao học Việt Bỉ nó đã làm mang tính hỗ trợ rồi. Bởi vì đây là một cái dự án của chính phủ hợp tác từ năm 1995. Do đó, và đặc biệt là khi trường Solvay hoạt động từ tại Việt Nam, đó là một dự án mà phi lợi nhuận, họ không đặt nặng về lợi nhuận. Các cái chi phí để bù
để trang trải cho cái chi phí gửi 100% giáo sư từ châu Âu qua. Và chính vì vậy thì ngay cả cái học phí thì là đã là một mức hỗ trợ đối với các học viên. Ngoài ra thì là vẫn có những cái chương trình hỗ trợ, thực ra nó mang tính là promotion thôi, nó nhỏ, chẳng hạn như các anh chị ứng viên có thể nộp hồ sơ sớm thì sẽ có một cái phần giảm, hoặc là các anh chị có những cái hỗ trợ, ví dụ như chương trình có tiếp xúc với một vài ngân hàng thì các anh chị có thể, nếu mà trong cái thời gian này nếu mà có một cái định hướng phát triển rồi nhưng mà vẫn còn hạn chế về tài chính thì vẫn có cái sự hỗ trợ từ ngân hàng. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng những học sinh viên đang tìm hiểu để đi học thì họ có cái nhìn rõ hơn trước khi họ chọn vào học chương trình MBA giống như là marketing ở trường mình. Cảm ơn anh Vinh và xin cảm ơn chương trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại tạp chí Đầu tư Giáo dục tuần này. Để xem lại những chuyên mục trong tạp chí, quý vị có thể xem lại trên trang web của chúng tôi trên fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.